Kính thưa quý vị, Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, tài năng và nhân cách của người luôn là niềm cảm hứng bất tận cho rất nhiều văn nghệ sĩ. Từ những tình cảm thiêng liêng, kính yêu vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, các nhạc sĩ đã viết nên nhiều ca khúc về Bác với giai điệu thiết tha, sâu lắng, tạo cảm xúc thân thương, gần gũi, đi vào lòng người. Hôm nay xin được mời quý vị hãy cùng Dương Chiến gặp gỡ nhạc sĩ Huy Sô để nghe ông chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác ca khúc Bóng Bác trên quê hương tôi. Dạ, thưa nhạc sĩ Huy Sô ạ, ngoài những ca khúc rất hay viết về quê hương Bình Thuận thì được biết là nhạc sĩ còn rất nhiều ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ có thể chia sẻ một chút đến tất cả quý vị với những sáng tác viết về Bác và kỷ niệm mà nhạc sĩ ấn tượng nhất ạ. Tôi thì có một cái may mắn, rất một kỷ niệm rất thiêng liêng là được gặp Bác Hồ. Được Bác Hồ nói chuyện. Dạ. Cái này là ít người được có cái vinh dự đó lắm. Mà cái ngày đó tôi nhớ ngày là ngày 25 tháng 8. Sau năm sau Bác mất, được cái điện Hà Nội chuẩn bị ra Hà Nội phục vụ, nhưng mà chưa biết phục vụ ai. Thì tới hồi mới biết là phụ Bác Hồ. Cái chủ tịch phủ là nói là để phục vụ cho cái đặc biệt để Bác Hồ. Thì có cái ấn tượng về Bác Hồ, con người Bác Hồ nó dung dị quá. Nên là Bác Hồ, tại sao mình thấy một chủ tịch nước mà sao nó gần gũi với ông nội Nguyễn Nhà, với ông Nguyễn Nhà dễ gần, nói dễ nghe, ăn mặc cũng giản dị, không có cái gì mà. Thì Bác mới, Bác hồi bác bệnh mà Bác coi như là cái độ cái mũ kết đó. Mặc cái áo trắng bệnh viện, ở này thắt cái khăn mu xoa chắc cổ, mặc bộ đồ áo nâu. Ông Lữ Kỳ đưa Bác ra thì anh em chạy lại đó, nó đứng nó chắp tay nó chắp mùng mắt. Thì Bác mới hỏi chứ cháu nào phụ trách đoàn. Tụi Bác mới đứng lên, tụi nó nói dạ thưa Bác, con Bác hỏi chứ con định Bác nghe mấy phút. Nói vậy cho Bác là 60 phút. Ông hỏi có đúng 60 phút không? Mình hơi khó, tại vì sao đến được. Nói vậy chương trình là 60 phút. À, Bác mới cười. Nói cố gắng nha. Coi như là cái đời mình mới gặp Bác một lần mà được Bác có nói chuyện. Khoảng 2 phút thôi. Mình rất là quý giá. Mới đây thì Dương Chiến có nghe một ca khúc rất là hay được ca sĩ Minh Đức thể hiện là ca khúc Bóng Bác trên quê hương tôi. Không biết là nhạc sĩ đã sáng tác ca khúc trong hoàn cảnh nào ạ? Thì tôi làm cái bài hát đó là năm 76 tới 77 thì xây dựng xong đoàn ca múa Thuận Hải thì mới dựng bài này. Xây dựng hồi đó thì chưa có Minh Đức đâu. Chưa Minh Đức đâu. Thì hát bài đó. Hát hồi đó là Trọng Sơn. Thì cái bài hát này là Ba Đi Trong hát mới hợp. Trên nó hát mà chói không được. Bên trong tình cảm không. Thì giọng Minh Đức là hát được. Tại vì cái bài này nó có đặc biệt là toàn quốc chỉ có một bài hộ bài Thất Thành thôi, không ai làm hết. Vậy là cái bài Bóng Bác trên quê hương tôi này Bác chỉ sáng tác trong trọn vẹn có một đêm thôi. Một đêm mà. Do là mình đã có quá nhiều cảm xúc về Bác khi mà mình được gặp Bác rồi. Chứ cái thứ cảm xúc mà đâu có dài được. Dạ vâng. Thì khi mình nghĩ ra là mới chép được. Dạ dạ. Làm thơ cũng vậy, nghĩ ra ý là phải chép được, không đâu quên mất. Bình Thuận Phan Thiết chỉ có vinh dự mà có bài hát. Dạ. Có Bác vậy thì ai Bác ở đâu không? Dạ. Ở đâu đâu có. Ở ngoài kia là Bác vô đó Bác học thêm. Dạ. Để Bác mới dạy. Bác dạy học ở đây ạ. Dạy học ở đây. Dạ. Thì dạy học mới truyền lại cái tình cảm yêu nước cho học trò. Dạ. Chính vì có nhiều xúc cảm khi nghĩ về Bác nên là Bác đã sáng tác lên một ca khúc đó đúng không ạ? Vâng ạ, đó là một ca khúc rất là hay. Dạ xin được cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Huy Sô. Chúc nhạc sĩ thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui ạ. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Bóng Bác trên quê hương tôi qua phần thể hiện của ca sĩ Minh Đức, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Sô. Thank you.
trong gió, tôi nghe trong sương tiếng người về đâu đây. Tôi đi trong nắng, tôi theo bóng người, hòa trong ánh sáng, nguyện tất thành, nguyện tất thành, như một vầng trăng vào trong câu ca, vào trong tim ta. Bài học đầu tiên dạy biết đứng lên làm người, giành lại núi sông quê nhà. Tôi bơi trên sóng, tôi nghe mênh mông tiếng người còn ấm vang. Tôi đi trên phố theo dấu chân người, hòa trong không gian, nguyện tất thành, nguyện tất thành, như mặt trời ban mai, niềm vui tương lai, những tia nắng mới, cuộc đời bừng sáng dần theo bước chân của người. Hạnh phúc ấm no muôn trong gió, tôi nghe trong sương tiếng người về đâu đây. Tôi đi trong nắng, tôi theo bóng người, hòa trong ánh sáng, nguyện tất thành, nguyện tất một vầng trăng vào trong câu ca, vào trong tim ta. Bài học đầu tiên dạy biết đứng lên làm người, giành lại núi sông quê nhà. Tôi bơi trên sóng, tôi nghe mênh mông tiếng người còn ấm vang. Tôi đi trên phố theo dấu chân người, hòa trong không gian, nguyện tất thành, nguyện tất thành, như mặt trời ban mai, niềm vui tương lai, những tia nắng mới, cuộc đời bừng sáng dần theo bước chân của người. Hạnh phúc ấm no muôn đời, hạnh phúc ấm no muôn đời.